Hello mọi người, hôm nay đi ăn ở quán phở của người Việt Nam ở Winnipeg. Quinny, ok. Quán phở tên là New Quinny nè mọi người. Chào mọi người đi biết tao. Đây trời, bây giờ bên Winnipeg đã mùa đông rồi mọi người ơi. Tuyết rơi nhiều lắm, đây là mấy cục tuyết nè. Nhờ lạnh lắm nha. Có gió là hả, lạnh quéo râu luôn. Tuyết giờ mới có 5-6 giờ mà trời là đen thui thùi lui luôn. Bán phở cho người Việt Nam. Ngày hôm nay ở bên đây vui lắm mọi người. Mỗi lần đi ăn nhà hàng nha là sẽ có cái tờ giấy này nè. Đã coi tương lai hậu vận tử vi đồ. Đây bé Táo này không biết gì mà cũng lấy cuốn menu coi. What do you want to eat? Tell mommy. I want to eat bông cỏ. Bông cỏ. Bông bò. Bông bò. You want to eat bông bò? Okay. Yeah, nè, bông bò nướng hả? Bông bò nướng. Táo ơi, con ăn gì? Con muốn ăn gì Táo? Chúng ăn gì? Đây menu. Menu rất là phong phú và đa dạng, tiếng Hoa, tiếng Việt và tiếng Anh, ba loại ngôn ngữ. Cái gì? Bút gì? À con anh bút hả? Đây bé Táo nó dành rồi mọi người, không có coi được nữa, thôi để cho bé Táo coi. Đây nè, có sinh tố thơm, sinh tố mít nữa, sinh tố sầu riêng, chè ba màu nữa nha mọi người. Sầu riêng fresh. Is it bên đây là người ta cho nước lọc miễn phí nha. Giống như Việt Nam có nhiều chỗ cho trà đá miễn phí. No, nhưng mà bây giờ người ta cũng tính tiền rồi. Bên đây là bưng bưng ghe nước lọc miễn phí, bên này nước lọc uống thoải mái. À, cái tô cho bé Táo ăn. Đi, làm đi. Ice cream. Xin tốt sầu riêng mọi người. Làm mà xây bằng trái sầu riêng tươi luôn. Nếm thử coi ngon không? Nhóc nhà mình nó thích mấy cái đá xay sinh tố này lắm luôn á. Ngon mà, ngon không chồng em? Dùm miệng không? Ice cream. Để thử một miếng. Thơm. Thơm lắm mọi người. Trời lâu lắm rồi không ăn sầu riêng. Để đợt này đi về Việt Nam ăn cho nó đã đời coi. Đây món ăn đã ra. Cái này là hủ tiếu. Chết rồi, hủ tiếu Nam Giang. Hủ tiếu Nam Giang ở Canada. Đây mọi người, không có đặc sắc như ở Việt Nam. Có ăn là được. Cơm tấm. Ở đây người ta làm cơm tấm rất là ngon luôn. Y chang như Việt Nam mình luôn. Miếng sườn á hả, tôi chặt bả lửa. Màu đỏ.